rối loạn cương dương là rối loạn chức năng tình dục của nam giới. Đây là tình trạng mà dương vật không cương cứng hoặc cương cứng không đầy đủ để có thể thực hiện được cuộc quan hệ tình dục. Trước đây gặp cái rối loạn cương dương này ở độ tuổi từ 40 trở lên, nhưng mà gần đây thì cái rối loạn cương dương này gặp rất nhiều ở trẻ mới lớn. Do rối loạn cương dương ảnh hưởng đến rất nhiều đến tâm lý của người nam giới, cho nên là nam giới thường hay e ngại, không muốn đi khám bệnh, từ đó làm cho bệnh ngày càng trầm trọng và ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của gia đình người bệnh. Triệu chứng rối loạn cương dương có thể kể đến như nam giới không có cái ham muốn tình dục và dương vật không thể cương cứng được. Nam giới thì còn ham muốn tình dục nhưng mà dương vật thì không thể cương cứng được. Hoặc là dương vật cương không đủ cứng để đưa vào âm đạo. Hoặc là dương vật cương cứng được nhưng mà không đủ duy trì để mà thực hiện cái cuộc giao lập cho nó đầy đủ. Ngoài ra dương vật có thể cương nhưng mà cương không đúng lúc. Ví dụ như là trong trường hợp mà đang quan hệ thì không cương nhưng mà lúc ngủ thì vẫn có thể cương. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho dương vật của nam giới không được cương. Ví dụ như nam giới thì suy giảm nội tiết tố, hoặc là mắc các bệnh nam khoa mà từ đó giảm ham muốn, hay là do thói quen không lành mạnh, hoặc là sử dụng các thuốc kích thích dẫn đến là tình trạng thần kinh bị suy giảm và giảm ham muốn tình dục. Bên cạnh đó thì các cái vấn đề về cuộc sống thì căng thẳng thì cũng làm cho giảm ham muốn tình dục, ức chế thần kinh. Bệnh rối loạn cương dương có thể điều trị bằng tâm lý, bằng thuốc và bằng cái phương pháp mà phục hồi chức năng. Ngoài ra có thể dùng các cái thủ thuật để mà loại bỏ yếu tố gây bệnh. Do đó tùy theo từng trường hợp cụ thể mà có những cái biện pháp điều trị khác nhau. Bệnh nhân có những biểu hiện rối loạn cương thì cần phải tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để khám xét và chẩn đoán điều trị ngày càng sớm càng tốt. Tại phòng khám 12 Kim Mã thì chúng tôi đã sử dụng cái máy xung kích, mục đích là làm tăng cái sự tưới máu của dương vật cho dương vật ngày càng cứng hơn, đồng thời là làm giảm cái độ nhạy cảm của dương vật, kéo dài cái thời gian xuất tinh và duy trì cái cương cứng của dương vật. Bên cạnh đó thì chúng tôi trong quá trình điều trị chúng tôi đã kết hợp sử dụng thuốc đông y rất có hiệu quả, mang tính bền vững. Đối với nam giới thì những người mà chưa mắc bệnh thì cũng không nên sử dụng các cái thuốc kích thích để mà lạm dụng cái thuốc kích thích này. Đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân đã sử dụng thuốc kích thích thì cần phải sớm loại bỏ cái thuốc kích thích. Những cái thói quen mà sử dụng các cái thích ấy, làm cho cái bệnh ngày càng nặng hơn và ngày càng khó chữa hơn. Về bản chất thì rối loạn cương dương không ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh, nhưng lại ảnh hưởng xấu đến tâm lý và hạnh phúc của gia đình. Việc thăm khám và phát hiện sớm các bệnh lý rối loạn cương dương của bạn thì sẽ giúp bạn điều trị một cách tốt đẹp hơn. Những nam giới rối loạn cương dương thường là mặc cảm và tự ti khi suy nghĩ về cuộc sống của mình. Do đó, nam giới khi mắc cái bệnh này thì cần phải giữ cái tư tưởng thoải mái, giải tỏa để mà bệnh nó tiến triển tốt hơn. Tuyệt đối không tự ý điều trị khi mà chưa có chỉ định của bác sĩ. Và tốt nhất là không nên là e ngại hoặc là tự ti trong cái việc chia sẻ cái bệnh lý của mình đối với các bác sĩ chuyên khoa.